Em đã đến với lại bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đến với chương số 8 là quan hệ vuông góc trong không gian. Và bài đầu tiên đó là bài hai đường thẳng vuông góc. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm các nội dung như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ được tìm hiểu góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Và nội dung số 2 là hai đường thẳng vuông góc trong không gian. Đấy, bây giờ cô sẽ có một câu hỏi dành cho lớp mình nhé. Thì cho hai đường thẳng chéo nhau A và B trong không gian. Nếu mà qua một điểm M tùy ý, cô sẽ vẽ một đường thẳng A phẩy song song với A và vẽ một đường thẳng B phẩy song song với B. Khi mà cô thay đổi vị trí điểm M, có nhận xét gì về góc giữa A phẩy và B phẩy? Như vậy đây trên hình vẽ rất là rõ ràng này các em. Điểm M đang nằm ở vị trí này. Thì nếu mà cô thay đổi vị trí điểm M này thì chúng ta có nhận xét gì về góc giữa đường thẳng A phẩy và B phẩy? Thật sự ra điểm M đang chạy di chuyển trên cái cạnh này. Thì nếu mà M có thay đổi thì góc giữa đường thẳng A phẩy và đường thẳng B phẩy sẽ không có thay đổi các em nhé. Nó vẫn như nó không có gì gọi là thay đổi cả ha. À. Thì cô có định nghĩa như sau. Góc giữa hai đường thẳng A và B trong không gian, ký hiệu là AB, là góc giữa hai đường thẳng A phẩy và B phẩy. Như vậy sẽ đổi thành từ AB sang thành là góc giữa A phẩy và B phẩy nha các em. Cùng đi qua một điểm và lần lượt song song hoặc trùng với A và B. Đó, nó song song hoặc nó trùng với A và B. Và chúng ta có một vài cái chú ý như sau. Để chúng ta xác định góc giữa hai đường thẳng AB thì ta có thể lấy một điểm O nằm trên một trong hai đường thẳng đó và vẽ đường thẳng song song với đường thẳng còn lại. Và lưu ý thứ hai chính là góc giữa hai đường thẳng luôn luôn nhận giá trị từ 0 đến 90 thôi nha các em nhé. Mình sẽ đi với bài ví dụ đầu tiên là cho hình hộp ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có 6 mặt đều là hình vuông MNEF lần lượt là trung điểm của cạnh BC, BA, AA phẩy và A phẩy, D phẩy. Bây giờ cô có hai cái yêu cầu, chính là tính góc giữa các cặp đường thẳng A phẩy, C phẩy và BC. Bây giờ ta đi với câu A trước nhé. Là bây giờ nhìn hình nè, chúng ta đang xác định góc giữa đường thẳng A phẩy, C phẩy. Đây là đường thẳng nằm ở dưới đáy này các em. Và đường thẳng BC, đường thẳng BC. Như vậy từ nãy cô có nói về phương pháp giữa hai đường thẳng này các bạn, góc giữa hai đường thẳng là cô sẽ lấy một điểm bất kỳ nằm trên một trong hai đường này và cô chỉ cần vẽ một đường song song với cái đường còn lại thôi. Và bây giờ các bạn nhìn thấy rõ ràng nè, A phẩy C phẩy này các em. A phải C phải thì mình đoán đoán ha, mình nhìn trên hình mình cũng thấy ngay nó song song với AC. Hoặc là đường thẳng BC, đường thẳng BC thì lại song song với B phải C phải. Đúng không các em? Vậy thì chúng ta có một cái cách làm ở đây là gì? Thì chúng ta sẽ chọn một trong hai đường cố định. Có thể chúng ta chọn A phải C phải cố định hoặc là BC cố định. Và thì bài toán này cô giải như sau. AC của cô song song với A phải C phải. Đúng là các em, AC song song với A phẩy C phẩy. Cho nên góc tạo bởi giữa đường thẳng A phẩy C phẩy và BC bây giờ nó sẽ trở thành góc giữa đường thẳng AC và đường thẳng BC. AC và BC các em. Rồi, nó chính là góc ACB. Mà góc này bằng 45 độ. Rõ ràng tại vì đây là hình hộp có 6 mặt đều là hình vuông thì ABCD đang là hình vuông, AC là đường chéo, như vậy góc này 45 độ là rõ ràng rồi các em. Hoặc là một cái lý do rất là cơ bản là tam giác ACB vuông cận tại B. Câu A dễ dàng đúng không các em? Rồi vậy thì bây giờ chúng ta đến với câu B nè. Góc giữa MN và EF. Là một lần nữa chúng ta sử dụng phương pháp xác định giùm cô góc giữa MN và đường thẳng EF nè. Đó, đường thẳng EF và thẳng MN ha. Thì ở đây chúng ta xem thử là chúng ta có giữ một đường cố định để vẽ một đường song song với đường còn lại. Hay là từ một điểm bất kỳ bên ngoài, cô sẽ vẽ cả hai đường song song với cái hai đường mà đề cho. Ở
Đây, bài toán này cô đang cần là đường MN và đường EF. Đó, trên hình chúng ta MN, EF. Vậy thì phương pháp làm bài toán này như sau các em. Ở đây các bạn nhìn thấy rõ ràng ngay là AC đang song song với MN đúng không các em? Thì về MN là đường trung bình của tam giác BCA đúng không nào? Bên cạnh đó chúng ta đã thấy thêm một đường nữa là gì các bạn? AD phẩy. Đây, đường thẳng AD phẩy đang song song và EF đúng không các em? Cũng giống như trường hợp ở trên. Thì góc tạo bởi với đường thẳng MNEF chính là góc giữa hai đường thẳng song song với đó, chính là góc giữa AC và AD phẩy, chính là góc giữa đường thẳng AC và AD phẩy. Như vậy thì nó chính là góc CAD phẩy. Góc CAD phẩy. Và thêm một cái nữa, chúng ta thấy góc CAD phẩy thì góc này bao nhiêu độ này các em? Có phải là hình hộp này có tất cả các mặt đều là hình vuông, có nghĩa là tất cả các mặt của nó bằng nhau. Vậy thì đường chéo AC của mình có bằng đường chéo của AD phẩy và cũng bằng đường chéo CD phẩy luôn không các em? Đó, như vậy tam giác ACD phẩy là tam giác đều. Đúng không? Tam giác đều thì mỗi góc là 60 độ thôi. Ha, câu này không có gì quá khó khăn cho chúng ta đúng không các em nhỉ? Bây giờ chúng ta đến với phần thực hành đầu tiên nha các em. Cho hình hộp ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có 6 mặt đều là hình vuông và MNEF lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, BA, AA phẩy, A phẩy, D phẩy. Đây, trên hình cô có vẽ sẵn cho các em rồi nha. Bây giờ cô yêu cầu tính góc giữa các cặp đường thẳng MN và DD phẩy. Chúng ta cũng một lần nữa nhớ lại về phương pháp xác định góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Đó, một là chúng ta sẽ cố định một đường đúng không các em, và vẽ một đường song song một đường còn lại, nhưng nhớ lưu ý là hai đường đó phải cách nhau tại một điểm. Hoặc trường hợp số 2 là cô sẽ chọn một điểm bất kỳ và từ điểm đó cô sẽ vẽ hai đường thẳng song song với MN và song song với DD phẩy. Như vậy góc tạo bởi chính là góc giữa hai đường thẳng cô mới vừa vẽ song song với lại MN và DD phẩy nha các em. Thì bây giờ chúng ta quay lại bài toán này. Cô đang cần xác định góc giữa MN và DD phẩy. Ở trên hình vẽ của cô, MN nằm ở vị trí này và DD phẩy đang nằm ở vị trí này. Thật sự ra bài toán này chúng ta cũng không cần vẽ đâu các em, mà nhìn thấy ngay được là góc giữa hai đường thẳng này là bằng bao nhiêu luôn đó. Nếu mà bạn nào mà khá khá chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhanh ha. Rồi. Như vậy cô sẽ dùng kiến thức chúng ta mới vừa học xong. Đó là MN là đường trung bình. Thế là MN của mình nó song song với AC đúng không em? Đây, MN sẽ song song với AC. Mà AA phẩy song song với DD phẩy luôn. AA phẩy nè, song song với DD phẩy luôn. Cho nên góc giữa MN và DD phẩy sẽ là góc giữa đường thẳng AC và đường thẳng AA phẩy. Góc giữa AC và AA phẩy. Đó, các bạn nhìn thấy rõ ràng nữa giữa đường AA phẩy và đường AC đúng không các em? Rõ ràng nhìn thấy ngay là AA phẩy như thế nào với AC các em nhỉ? AA phẩy vuông góc với AC đúng không? Cho nên góc của nó chính là góc cho nên góc của nó là 90 độ đó các em. Nhưng mà ở đây bài toán này là chúng ta thấy là đoán ngay và trả lời rất là nhanh. Và cô chỉ muốn hỗ trợ các bạn nghĩa là phần xác định được góc giữa hai đường thẳng đó chính là góc nào. Tương tự câu B, cô đang xác định góc giữa MN và CD phẩy các em. Cũng là đường MN nhưng mà bây giờ lại là đường CD phẩy. Đó, MN và CD phẩy. Thì thực sự ra nãy cô cũng mới nói xong MN nó song song với AC nè. Cho nên mình thấy ngay là AC và DC phẩy nhưng mà có chung đỉnh C. Thì góc tạo bởi chính là góc giữa đường AC và đường DC phẩy. Đúng không? Thì bạn nào trả lời cho cô, các bạn nhìn thấy ngay là cái góc nào bao nhiêu độ nè. Có phải là mình thấy ngay là đường D phẩy C là đường chéo của hình vuông D phẩy C phẩy CD đúng không các em? Rồi AC cũng là đường chéo của hình vuông ACBD đúng không nào? Và ngay cả một cái đường chéo nữa chính là đường D phẩy A. Đường D phẩy A cũng là đường chéo của hình vuông A phẩy D phẩy DA. Thì đây là hình có 6 mặt là hình vuông cho nên tất cả ba đường chéo này bằng nhau. Ba đường chéo bằng nhau thì tam giác AD phẩy C này là tam giác đều. Thì góc này, góc tạo bởi với hai đường thẳng AC với lại CD phẩy, AC và CD phẩy
chính là góc D'CA, góc này 60 độ. Lại là câu B ha. Bây giờ ta qua câu C. Cô đang xác định góc giữa EF và CC phẩy. Này, hình vẽ của cô. EF đây, CC phẩy đây. Đó. Thì trong tam giác A, A phẩy, D phẩy. Đây, trong tam giác A, A phẩy, D phẩy này các em. Thì mình thấy EF này là đường trung bình của tam giác. Cái này nó sẽ song song với A phẩy. Xin lỗi, song song với D phẩy A rồi. Song song với D phẩy A. Mà CC phẩy của mình lại đi song song với A, A phẩy nữa này các em. Cho nên góc tọa bởi của mình bây giờ, góc giữa đường thẳng EF, CC phẩy, nó chỉ là góc giữa đường thẳng A, A phẩy và AD phẩy. A, A phẩy và AD phẩy. Ha. A, A phẩy và AD phẩy. Đó. Cùng chung đỉnh A. Cho nên góc của nó chính là góc A phẩy, AD phẩy. A phẩy, AD phẩy. A phẩy AD phẩy thì là đó là đường chéo đó các em, tạo bởi AD phẩy là đường chéo thì góc A phẩy AD phẩy này là bằng 45 độ này. Vậy đó là hình vuông ha. Hình vuông. Rất là dễ đúng không các em? Nhưng mà phần góc cho hai đường thẳng dễ dàng xác định ngay nếu chúng ta nắm được phương pháp. Rồi bây giờ cô sẽ có một cái câu vận dụng nhỏ nhỏ một chút xíu ha. Tức là khung của một mái nhà được ghép bởi các thanh gỗ như ở hình 3. Và cho biết tam giác OMN vuông cân tại O. Các em có nhìn thấy tam giác OMN không các em? Tam giác OMN đây các em nè. Này, tam giác này là vuông và cân tại O luôn. Bây giờ cô hỏi là tính góc giữa hai thanh gỗ A và B. Cô đang cần tính góc giữa thanh gỗ A này và thanh B. Về B này các em ha. A đây, B đây nè. A đây nè. Đó. Rồi, vậy thì dễ dàng nhìn thấy ngay tích góc giữa thanh gỗ A và B cho các em. Đúng không nào? Thì mình thấy ngay đường thẳng A của mình đang song song với OM nè. Đó. Vậy thì góc tọa bởi chính là góc giữa OM và đường thẳng B thôi. Đúng không? Mà tam giác này vuông cân tại O nè, thì mình nói ngay góc mà tạo bởi OM và đường thẳng B chính là góc OMN. Đó, OMN. Tam giác này vuông cân tại O nữa thì OMN sẽ là bằng 45 độ rồi. Đây. Đã thấy chưa? A song song với OM. Nè, góc tọa bởi chính là góc giữa đường MN và OM đó các em. Góc này 45 độ. Từ nãy giờ cô có giải cho các em rồi đúng không? Đã, trong thực tế đó các em, hay là một cái khung gỗ của một cái mái nhà trong thực tế. Rồi cô sẽ đến phần số 2 của bài học ngày hôm nay, chính là hai đường thẳng vuông góc trong không gian. Có một cái hoạt động dành cho lớp, chính là cô cho hình hộp ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy cũng có 6 mặt đều là hình vuông. Bây giờ các bạn nêu nhận xét về góc giữa các cặp đường thẳng AB và BB phẩy và AB và DD phẩy. Vậy chúng ta đến câu A trước đi. Góc giữa AB và BB phẩy đi ha. AB nè con và BB phẩy nè. Đó. Thấy rõ ràng, thấy ngay là tại vì hình A phẩy, AB, B phẩy này là hình vuông đúng không? Cho nên chắc chắn là góc giữa AB với B phẩy chính là góc AB, B phẩy rồi, thì góc này là 90 độ rồi. Đúng không các em? Thì thử xem câu B nè. Góc giữa AB với DD phẩy đi. AB với DD phẩy nè. Thế này chúng ta cũng thấy là ngày DD phẩy đang như thế nào với B phẩy B nhỉ? Song song đúng không nè? Như vậy góc tọa bởi chính là góc giữa đường AB và đường B phẩy B luôn. Đưa về giống như câu A. Thì góc này cũng 90 độ đó các em. Đúng không nè? Đó. Đây, DD phẩy cũng song song với AA phẩy hoặc song song với BB phẩy đều được nha các em nha. Thì góc của nó cũng là góc 90 độ. Đấy. Vậy thì qua cái bài này, cô cũng muốn nói với lớp mình chính là phần hai đường thẳng vuông góc với nhau. Vậy thì cô có một cái định nghĩa như sau. Trong không gian, hai đường thẳng AB được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng là bằng 90 độ. Và ký hiệu hai đường thẳng AB vuông góc là quá quen thuộc là đúng không các em? A vuông góc B hoặc B vuông góc A. Và tôi cô đến với một cái ví dụ. Ví dụ này là ví dụ số 2 trong sách giáo khoa nha các em. Là cho hình hộp chữ nhật ABCD A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có 6 mặt cũng đều là hình vuông luôn.
Bây giờ cô chứng minh rằng là B, AB vuông góc với CC phẩy và AC cũng vuông góc với B phẩy, D phẩy. Từ nãy giờ chúng ta gặp bài toán này cũng khá là nhiều rồi. Và cái hình hộp chữ nhật này thì mình cũng gặp nhiều rồi đúng không các em? Từ nãy giờ gặp 3 4 lần luôn trong bài học ngày hôm nay. Thì hình này mà có 6 mặt đều là hình vuông. Bây giờ chứng minh cho cô AB nó vuông góc với CC phẩy. Hồi nãy trên cái hình đó, cái bài tập hồi nãy đó các em thì có thấy là CC phẩy nó song song với BB phẩy. Đúng không? Cho nên góc tạo bởi giữa AB với CC phẩy á chính là góc chữ đường thẳng AB với BB phẩy thôi. Nhưng mà góc là 90 độ. À, cho nên hai đường thẳng này vuông góc nhau. Mình chứng minh được hai đường này vuông góc nhau lý do vì góc của nó là 90 độ này các em. Đúng chưa? Tương tự bây giờ cô đang chứng minh là AC vuông góc với lại B phẩy D phẩy nè. AC vuông góc với B phẩy D phẩy thì thấy ngay là B phẩy D phẩy là song song với BD nè các em. Cho nên góc giữa AC với B phẩy D phẩy chính là góc giữa AC với BD. Mà hình vuông hai đường chéo ACBD chắc chắn vuông góc nhau. Cho nên nó bằng 90 độ đây các em. Thì thật sự ra suy ra AC cũng sẽ vuông góc với B phẩy D phẩy. Đúng không? Dễ quá các em ha. Nắm được cái phần xác định góc thì sang phần này chúng ta thấy nó khá là đơn giản. À, đây này cái hình của cô đây các em ha. Ta quan sát lại cái hình cho nó dễ một chút xíu ha. Quan sát lại cái hình một chút xíu. Đó. Này là đáng nghĩa là cái hình nó phải đi ra trước để các em dễ dàng quan sát nè, nhưng mà chúng ta gặp hình này từ nãy giờ nhiều lần rồi cho nên là chúng ta cũng thuộc được cái hình này hả em ha. Rồi giờ thì cô có một cái chú ý dành cho lớp như sau nè: hai đường thẳng vuông góc có sẽ cắt nhau hoặc chéo nhau. Cái chú ý này các em cần nắm để làm trắc nghiệm nha. Là chú ý thứ hai là cho hai đường thẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia. À, chú ý thứ ba là trong không gian khi có hai đường thẳng phân biệt AB cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba là C thì chưa kết luận được là A song song với B nha. Đó, không có kết luận được như nó nói vì đó có thể là hai đường thẳng chéo nhau trong không gian các em. Cho nên chúng ta chưa kết luận được. Đó, trong hình hợp phẳng thì ok kết luận được rồi, nhưng trong không gian là chúng ta không được phép nha các em nhé. Và kiểm tra cho kỹ chỗ này. Là vậy thì cô có một câu hỏi bằng dụng số 2 nè. Là cái hình ở bên cạnh là đang mô tả một người thợ đang ốp gạch vào cái tường. Có sử dụng thước laser để kẻ vạch và tìm các đường thẳng vuông góc với đường thẳng A trong hình 4. Như vậy trong cái hình số 4 này các em tìm cho cô những đường thẳng nào mà vuông góc với đường thẳng A, những đường thẳng vuông góc với đường thẳng A thì dễ dàng chúng ta nhìn thấy ngay là những đường thẳng mà vuông góc với đường thẳng A là có phải là những cái đường này nè các em. Đây, những cái đường này là những cái đường mà trong cái phần gạch ốp và đây nè các em. Đó, thì chúng ta thấy là gì các em, đường thẳng B và đường thẳng C vuông góc với A tại O. Và tất cả các đường thẳng song song với B hoặc C trong hình đều vuông góc với A. Tất cả những đường thẳng mà song song với B hoặc C, tất cả những đường thẳng mà song song với B hoặc C các em thì đều vuông góc với đường A, đường thẳng B và đường thẳng C. Đây trên hình này chưa rõ ràng, chúng ta thấy đường thẳng B và đường thẳng C này các em. À, đường thẳng B và C vuông góc với A tại O. Vuông góc với A tại O này các em. B và C ha. Là như vậy thì bài học của cô ngày hôm nay muốn nói lại một cái lần nữa về cái kiến thức mà chúng ta cần nắm. Ngày hôm nay cô chỉ dạy cho chúng ta có hai nội dung. Nội dung thứ nhất chính là cô đang muốn nói đến cái phần mà gì các bạn? Hai đường thẳng góc với hai đường thẳng trong không gian. Và nội dung số 2 chính là hai đường thẳng vuông góc trong không gian. Đây. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cần nhớ những kiến thức mà cô muốn nói. Thứ hai là chúng ta hoàn thành các bài tập trong đề cương nhé các em nhé. Và chuẩn bị một bài mới là bài số 2, đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe tiết học này. Và hẹn gặp lại các em trong bài số 2, bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Chúc các em học tốt nha.